bây giờ cầm bông hoa hồng ở trên tay, Hồng Nhung nghĩ đến một bài hát mà khi đó là một bài hát của nước ngoài. Bài hát nói rằng khi mà em nhìn thấy anh thì cuộc đời giống như là một bông hoa hồng nhung. Tất cả đời sống này, tất cả những màu khác như màu đen, màu xám, các thứ màu đều biến mất và trở thành một cuộc sống màu hồng. Đây cũng là bài hát mà anh chị Công Sơn cũng dạy cho Hồng Nhung để hát cho tiếng Pháp cho đúng, bởi vì Hồng Nhung lúc đó là học tiếng Anh và cái tiếng Pháp là cái tiếng phụ để tốt nghiệp đại học, và chiều nào anh Sơn cũng dạy cho vài chữ tiếng Pháp và chiều hôm sau thì lại quên những chữ anh vừa dạy. Nhưng chỉ riêng có La Vie en Rose thì Hồng Nhung nhớ, bởi vì ai cũng có muốn cho mình một đời sống màu hồng, vì vậy đi tìm cho mình một tình yêu. Vừa rồi trong bộ phim Hollywood mới nhất, một ngôi sao đã được sinh ra, A Star is Born, thì Lady Gaga đã hát lại bài hát này. Mà ở Pháp thì Hồng Nhung được nghe đó là Edith Piaf với La Vie en Rose. Des yeux qui font passer les miens, un rire qui s'éteint sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel quand il veut prendre dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Sans un mois, mon cœur qui
sẵn sàng ra mong kế.